Alo bò mới anh chị, gần xa mà có nhu cầu mà xài bò số lượng lớn hay là chăn nuôi nhỏ lẻ cứ alo trực tiếp giùm em ha. Em về lượng bò cũng khá là đông ha anh chị. Anh chị nào gần xa mà có vô cầu Bắc á cứ liên hệ trực tiếp bên đại em ha. Đây này về cũng khá là đông ha anh chị. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Trên Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh lân cận thì cũng xe ghép hết ha anh chị. Anh chị nào gần xa mà có nhu cầu Bắc á cứ alo trực tiếp giùm em. Đây, em đang chuẩn bị lên hai xe giao về cho các tỉnh ha. Anh chị nào có nhu cầu bắt á cứ liên hệ trực tiếp bên em ha anh chị. Con được cái mồ côi anh chị. Anh chị nào có nhu cầu bắt á cứ alo trực tiếp giùm em, mã số 1 anh chị. Con bò này là cực kỳ lớn con luôn anh chị, bò này không có tật lỗi gì ha. Bò này tầm khoảng 3 tháng bò anh chị. Mà cái giá này em bán gì đó, em giá B thôi anh chị. Bò này anh chị mà có bò ghép thì ok ha. Thì con mẹ nó nói chung là tàn rất là khủng anh chị. Cho nên cái con mẹ nó chân nó hài á, cho nên em không bán được mẹ con. Cho nên em xé cái con bò con này ra để em bán nha. Con mẹ nó thì em đi đường thịt mà ăn uống là anh chị thấy rất là mạnh anh chị, anh chị thấy không, ăn rơm rất là mạnh nha. Anh chị nào có nhu cầu bắt á, mẹ con cái mã số 1 giá tại chuồng em là 4 triệu anh chị, 4 triệu cho cái mã số 1 anh chị, cực kỳ lớn luôn anh chị, bóng như là con heo quay vậy, như con heo quay anh chị đó. Anh chị thấy dàn xương nó hết hồn vậy, 4 triệu ha, 4 triệu cho con cái kem anh chị. Con mẹ rất là to anh chị, đây quay con mẹ cho anh chị xem nè, nó cái móng nó hài vậy nên bán mẹ con rất là khó ha. Em bán đường thịt anh chị, đó đây là con mẹ đó anh chị, nó móng rất là xấu nè, em xé ra chị thấy không, ăn uống là mạnh khỏe bình thường anh chị, ăn hỏng hỏng luôn á. Giá tại chuồng của em là 4 triệu ha. Bò này em có đo chiều cao anh chị, độ độ tầm thẳm 80 phân đi anh chị. Anh chị mà có bò ghép bắt con bò này sau này anh chị để nái là cực kỳ to luôn anh chị. Con mẹ là chiều cao là trên 1m3 bò anh chị. Em tách con cái xác nó ra em bán được 17 triệu á. Đó, cho nên đồng tiền nó hơi con mẹ cái hóng hài á, cho nên bán vào giỏ quá, cho nên em tách con nhá cái này ra em bán cho anh chị ha. Anh chị nào có thiện chí mua thì nhắc máy alo trực tiếp giùm em. Giá tại chuồng em là 4 triệu ha anh chị, 4 triệu cho con cái ha. Con cái này B là đủ luôn anh chị, bò này tầm khoảng từ 40 kg B anh chị, như em bán B thui á, anh chị thấy ăn họng họng luôn anh chị. Giá tại chuồng em là 4 triệu ha. Anh chị nào quan tâm mã số 1 cứ alo trực tiếp giùm em. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh lân cận em đều chuyến xe ghép hết anh chị ơi. Anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt á, alo trực tiếp giùm em ha. Đó anh chị thấy đầu khổ là khổ chê luôn. Anh chị nào có bò mà con bị mất hay là bị gì đó sự cố á thì nên quan tâm cái con bò này anh chị. Để rất là ok anh chị. Giá là chuồng em là 3-4 triệu anh chị. 4 triệu. Tiếp tục mã số 1 anh chị, hai con được 3B ha, một con bông, một con con không bông ha anh chị. Con này chiều cao nó yếu mét tí anh chị ơi. Đây. Một con thì nó tầm khoảng 9 mấy phần nha. Cặp bò này hiện tại cái giá tại chuồng của em là 20 triệu 500 ngàn cho mã số 2 ha. Anh chị gần xa mà có nhu cầu bắt á, mã số 2 cứ alo trực tiếp bên em ha. Giá tại chuồng em là 20 triệu 500 ha anh chị. Cho mã số 2. Cô chú anh chị gần xa mà có nhu cầu bắt á, cứ alo trực tiếp bên trại em ha anh chị. Đây. Đó. Các hàng rất là pin lực ha anh chị. Đây. Cô chú anh chị nào quan tâm alo giùm em. Giá tại chuồng của em là 20 triệu 500 ngàn cho mã số 2. Cô chú anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt á, cứ alo trực tiếp bên em ha. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh lân cận đều chuyến xe ghép hết anh chị ơi. Anh chị nào gần xa mà có nhu cầu bắt cứ alo giùm em ha. Giá tại chuồng của em là 20 triệu 500 ngàn cho một cặp đực 3B anh chị. Một con tầm khoảng 9 mấy phân, một con tầm yếu mét. Đây, rất là bự, rất là to ha. 20 triệu 500 ngàn cho mã số 2. Đây. Rất là to, rất là bự. Anh chị nào có quan tâm mẫu bò này cứ alo bên em ha. 20 triệu 500 ngàn cho mã số 2. Rất là lực ha anh chị. Mã số 2. 20 triệu 500 ngàn cho mã số 2. Em có thêm làm thêm một cái kênh trại bò Thành Trung 2 anh chị. Anh chị mà có xem được cái kênh đó anh chị cho xin thúc đăng ký một lượt like anh chị, để cho cái kênh nó càng ngày càng phát triển anh chị. Đây, rất là bự bò anh chị. 20 triệu 500 ngàn cho mã số 2. Anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt 3B cứ alo em anh chị. Một con tầm 5 tháng rưỡi, một con tầm khoảng 6 tháng rưỡi anh chị. Một mẹ con mã số 3 anh chị. Con mẹ xin anh chị.
tầng nhất ha, em đo từ cái rúng giữa nó lên là trên mét 2 bò anh chị. Con bò này tầm khoảng 2 lứa anh chị, 2 lứa hoặc 3 lứa về đầu về chứ không hơn ha. Tính con được kem anh chị, cực kỳ to luôn. Anh chị nào có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp cho mình ha. Con mẹ hết hồng bự anh chị. Đây rất là to anh chị. Nó xây bên kia ha, con nghé nè anh chị. Mẹ con này hiện tại cái giá tại chuồng của em là 17 triệu anh chị. 17 triệu cho mẹ con nghé đực ha. Con mẹ rất là bự bò. Anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt á, alo trực tiếp cho mình ha. Chính nghé đực kem ha anh chị. 17 triệu mẹ xin. Nghé đực kem ha. Giá 17 triệu. Đây. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, alo trực tiếp cho mình ha anh chị. Đây. Đó, tàn hết hồn to không anh chị. Rất là bự bò ha. Anh chị nào quan tâm mã số 3 cứ alo trực tiếp giùm em. Giá tại chuồng em là 17 triệu. Bò này xé mặt xé lưng đều chính hết anh chị. Anh chị nào gần xa mà có nhu cầu mình xài á, alo trực tiếp bên em ha. Đây, em đứng xa xa ở chỗ này hết cái con bò ha anh chị. Đó, rất là bự. Bự lắm anh chị ơi. Anh chị nào quan tâm mã số số 3 cứ alo giùm em ha. Đây, đây đây, rất là bự bò. Đây, rất là to ha anh chị. 17 triệu cho mẹ con nghe được 3B, mua được kem ha anh chị. Có dàn cũng rất là ok, hơn nữa bự lắm anh chị ơi. Anh chị nào quan tâm mã số số 3 cứ alo bên em ha. 17 triệu. Rất là dài đòn ha anh chị. Con mẹ còn khá là dày bò. Con rất là ok ha anh chị. Đây, con đẻ tầm khoảng tháng tháng rưỡi anh chị. Anh chị nào quan tâm mã số số 3 cứ alo trực tiếp bên em ha anh chị. Mười bảy triệu, rất là bóng bò ha anh chị, rất là đẹp bò ha anh chị, hình hài nói chung là ok hết anh chị, hình dáng là rất là đẹp. Con này nó đang lên giống luôn anh chị, nó phóng con nó từ sớm giờ anh chị, bắt từ chiều về nó sống tới giờ luôn, cho nên nó bật gật đó anh chị, hình hài rất là ok ha. 17 triệu cho con mẹ con nghe được ha anh chị. Mẹ xin đây bô, nghe được kem. Anh chị nào quan tâm cứ alo trực tiếp bên em ha anh chị. Đây, rất là bự bò. Mẹ con mã số 5 ha anh chị. Con mẹ này xin đây bô, xin lùn, dính con nghe cái là ú lù như tha mỡ anh chị. Con bò này chiều cao là trên 1m1, yếu 1m2 bò anh chị. Mẹ con hiện tại giá tại chuồng em là 15 triệu cho mẹ con nghe cái anh chị. Cực kỳ mát sữa luôn anh chị ơi. Anh chị xem con nè, em chưa tắm mà nó bóng như là tha mỡ vậy anh chị. Giá tại chuồng của em là 15 triệu ha. Cho mẹ con mẹ xin con nghe cái kem ha. Anh chị nào gần xa mà có nhu cầu bắt á, alo trực tiếp bên em ha anh chị. Đây. Cái con bò này hồi đó làm như nó thiếu cộng ba sườn hay sao anh chị ơi. Nó có u lên chị thấy không? Chứ không phải bị gì ha. Đó. Giá tại chuồng của em là nó thiếu mắt á anh chị, thấy nó u lên. Đó. Giá tại chuồng của em là 15 triệu anh chị. 15 triệu cho mẹ con nghe cái anh chị. Mẹ xin label. Bò này tầm khoảng 2 hoặc 3 lứa bắt đầu về anh chị. Xé mặt xé lưng đều chín hết anh chị ơi. Anh chị nào gần xa mà có nhu cầu bắt cá alo trực tiếp giùm em ha. Em đang có chuyến xe về Kiên Giang, Hậu Giang anh chị. Cần Thơ á, đi là em ghép xe đi được hết anh chị. Anh chị nào gần xa mà có nhu cầu bắt á, cứ alo trực tiếp bên em ha. Đây. Rất là to, rất là bự anh chị. Tại em ơi bằng đêm chứ ngoài nó đỏ huyết luôn anh chị. Con mẹ là ngoài đỏ huyết luôn á. Rất là đẹp bò ha anh chị. Anh chị nào có nhu cầu bắt á, cứ alo trực tiếp bên trại bò Thành Trung giúp em ha. Giá tại chuồng của em là 15 triệu cho mẹ con cái anh chị. 15 triệu cho mẹ con cái mẹ xin lùng anh chị. Đúng yếm lòng thòng ha. Con rất là đẹp. Con mẹ rất là kênh anh chị, rất là bự tàn. Nói chung bò này rất là sạch anh chị. Anh chị nào có quan tâm mã số 5 alo tiếp cho mình ha. Đây. Đó. Thịt còn rất đầy luôn anh chị. Đó. Giá tại chuồng của em là 15 triệu anh chị. 15 triệu cho mẹ con mã số 5. Cô chú anh chị nào quan tâm á, alo trực tiếp cho em ha. Giá tại chuồng em là 15 triệu cho mẹ con mã số 5 ha. Có bắt đây, rất là to, rất là bự ha anh chị. Cô chú anh chị nào gần xa mà có nhu cầu bắt á, alo trực tiếp bên trại bò Thành Trung giúp em ha. Giá tại chuồng của em là 15 triệu anh chị. 15 triệu cho mẹ con mã số 5. Anh chị nào có nhu cầu bắt á, alo trực tiếp cho em ha. Em đứng rất là xa để cho anh chị hình dung hết cái con bò của em ha anh chị. Đó. Cái sữa rất là to anh chị. Em mới làm thêm một cái kênh là trại bò Thành Trung 2 anh chị. Anh chị mà có vô tình mà lướt qua được có xem được cái kênh mà trại bò Thành Trung 2, anh chị cho em một lượt đăng ký, một lượt like anh chị, cho cái kênh càng ngày càng phát triển anh chị. Đây, anh chị thấy không, con là uống lộn như tha mỡ anh chị.
cực kỳ luôn chị, bò này rất là đẹp luôn á. Anh chị nào có quan tâm cứ alo anh chị, bò này xé mặt xé lưng đều chính anh chị. Con mẹ chiều cao là trên 1m1 ha, yếu 1m2 bò. Tại đây con bò này xin lụng liền hết anh chị. Đây. Giá tại chuồng của em là 15 triệu, 15 triệu cho mẹ con mã số 5 ha anh chị. Anh chị nào quan tâm cứ alo trực tiếp giùm em. Tiếp tục mã số 4 anh chị. Mẹ con nghe được anh chị, mẹ 3B con nghe được kem anh chị. Anh chị nào gần xa mà có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp giùm anh chị. Mẹ 3B dùng 1 ha anh chị. Bò tơ lẻ một lứa một anh chị ơi. Con bò này chiều cao đôi giữa lưng nó gần gần tầm 1m2 bò anh chị. Dính cái đực nó có tìm gột tí ha. Tại vì nó còn con bò này còn trong tháng anh chị. Giá tại chuồng của em là 13 triệu 2 anh chị. 13 triệu 200 ngàn cho mẹ con nghe đực. Anh chị nào gần xa mà có nhu cầu mà thích mẫu bò này cứ alo trực tiếp giùm anh chị. Em bán là bao cả phí ship cho anh chị rồi ha. Em đang có chuyến xe về Kiên Giang nè anh chị. Hậu Giang, Cần Thơ là em ghép được, Sóc Trăng là ghép được hết anh chị ơi. Giá tại chuồng của em là 13 triệu 200 ngàn cho mẹ con mã số 4. Cô chú anh chị mà gần xa mà có nhu cầu bắt á, cứ alo trực tiếp giùm em ha anh chị. Giá tại chuồng của em 13 triệu 2 cho mẹ con mã số 4 nha. Đây, bò nói chung là rất là khá bò anh chị. Nói chung cũng còn rất là sạch anh chị, giá tầm trung ha. Anh chị nào có điều kiện muốn nuôi mà sinh sản hay là kiếm thêm thu nhập thì quan tâm một bò này giùm em anh chị. Em có làm thêm một cái kênh trại bò trên YouTube anh chị, trại bò Thành Trung 2 á. Anh chị mà có vô tình mà lướt qua anh chị cho em xin nút lục một nút đăng ký anh chị với một lượt like anh chị. Cho cái kênh càng ngày càng phát triển anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm mã số 4 thì cứ alo trực tiếp bên em ha anh chị. Đây, con mẹ thì 3B anh chị. 3B dùng 1. Còn con thì con kem ha anh chị. Đó, con kem mới đẻ tầm chưa được tháng đâu anh chị ơi, mới cũng tim rúng à. Đó. Đây. Nó rất là bóng bò ha anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm á, alo trực tiếp giùm em ha. 13 triệu 200 ngàn cho mẹ con mã số 4. Anh chị nào có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp giùm em. Đây, con rất là chanh ha anh chị. Đó, 13.2 ha anh chị. Cho mẹ con mã số 4. Đây. Đó, đi quay rất là bự bò anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm á, alo trực tiếp giùm em ha. 13 triệu 200 ngàn cho mẹ con muốn móng sò xương sóc đứng cất thẳng ở dài đòn anh chị. Coi dính con nghe được kem ha. Đó. Đầu mặt thì nói chung là cũng rất là ok anh chị. Anh chị nào quan tâm mã số 4 cứ alo giùm em. Đây, con anh chị rất là khá bò anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm liên hệ trực tiếp bên trại bò Thành Trung giúp em anh chị. Đây. Em đứng rất là xa để em hình dung cho chị hết cái con bò á. Em quay đứng cái máy một chỗ nhưng mà kêu ông chú em nó đi tới đi lui á, cho anh chị hình dung hết được cái con bò ha. Rất là to, rất là ok anh chị. Đó. 13 triệu 200 ngàn thì mình con mã số 4. Đây, em lại gần cho anh chị xem ha. Đó. Tại vì em quay bằng đêm nó hơi là cái máy á, anh chị thông cảm giùm em ha. Đó, này là 3B anh chị. 3B dùng 1. 13.2 bao cả phí ship xe anh chị các tỉnh á, anh chị không tốn 1 ngàn nào ha.